Bình vậy là nhiêu chị? Có chị... hai loại đồ phải shop với lại loại bên đây. Đó là giá đó hả? Dạ, giá bán này là giá chưa giảm. Còn nếu giảm lại nhiêu? Bình dây là 200 hả? Cái gì? Bình dây là mấy mấy là công dây là 10 hả chị? Sao lại? Cái này là cấp ẩm hay là sao chị? Cái này cấp ẩm hả? Cấp ẩm có nha đam. Chị cái này đường cùng với lại cái lúa mạch này sao hai loại này cái nào chị? Em thấy xếp em hay tặng hai cái này. Cái này là gạo. Ủa mình lấy mỗi cái nữa được không? Không ạ. Không ạ. Ý ví dụ năm bịch này, năm bịch kia không được hả? Sao chị? Tại vì con vui hả chị? Năm bịch này để chị. Còn cái này là cái gì? Tường thì đắt, chỉ 2-3 miếng, thật dài căng. Lấy em cái này đi. Để thêm gì đúng không? À, quanh kia hả? Em giữ rồi cho anh thôi là sao là giờ đến đó qua tính hay sao? Yeah.
Là giá là khoảng bao nhiêu cái anh? Dạ, cái những mẫu cái này thì giảm 50% là còn 780 đồng giá hết rồi. Từ cái màu vàng giống ai? Vậy giá thấp nhất là bao nhiêu? Ví dụ dạ, 780 là giá thấp nhất. Dữ à? Em tưởng đâu 200-300 thì mua được. Rồi, cảm ơn. Đi đó, đó rồi. Tiền.